được bắt đầu. Đã. Quốc Thuận và Ngọc Lan xin gửi đến quý vị lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất. Lời nói đầu tiên xin cho Quốc Thuận và Ngọc Lan được thay mặt công ty Nhật Cường, xin được thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí Nhật Cường xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đang có mặt tại live show Nhật Cường Cười Để Nhớ Năm. Live show Nhật Cường Cười Để Nhớ Năm với chủ đề tiền nhiều để làm gì và làm gì để nhiều tiền. Không biết quý vị nghĩ sao cũng như là Ngọc Lan nghĩ sao, nhưng mà riêng Quốc Thuận thì có cảm giác rằng là trong năm nay mình sẽ gặp rất là nhiều may mắn. Ủa sao vậy? Sao tại vì thứ nhất là đầu năm đầu tháng đi xem live show hài là cả năm mình cười ha ha ha, và đặc biệt là chủ đề là tiền thì chắc chắn là trong năm nay là lộc phát lộc đến với chúng ta mỗi ngày mỗi đêm. Lộc ủa em làm gì vậy? Em hứng lộc lá rơi đó. Lộc lá rơi hả? Công việc em hay ghê luôn á. Rồi bây giờ theo em thì tiền là gì? Theo em tiền nó là hoa nè, là quà nè, là mạng sống nè của người ta. Đó, nói chung tiền chỉ là một tờ giấy mà thôi, nhưng không có tiền là chết đó nha. Đúng rồi. Đó, tiền chỉ là tờ giấy thôi nha, không có tiền là chết đó nha. Nói chung. Ủa anh ơi, nói nghe nè, live show có Nhật Cường mà hai anh em mình đứng đây mình giải thích về tiền chi vậy? Đúng rồi. Tại sao mình không để cho chủ nhân của chương trình giải thích cái câu chuyện này? Đúng rồi. Giới thiệu đi. Mời quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc đầu tiên trong live show tối ngày hôm nay, đó là ca khúc Tiền Là Gì của tác giả. Không, Trường vậy để em vậy đâu. Mời quý vị đến với ca khúc Tiền Là Gì của tác giả Trường Sơn, do phần thể hiện của nghệ sĩ Nhân Cương cùng vũ đoàn Lily. Là mình đi vô đâu vậy? Lắm hơn rồi. Anh ơi, live show của anh bao show cho nên là bây giờ anh thả anh vô. Em đòi cho sao? Anh có 1000 câu hỏi là muốn hỏi anh. Và anh câu hỏi đầu anh ơi, tiên. Anh ơi, đây live show của anh nên anh bao show, bây giờ thả anh vô cho anh thay đồ, anh uống nước, anh nghỉ mệt, anh chuẩn bị diễn tiếp. Thì anh giữ anh hoài vậy. Đúng rồi. Rồi vậy thôi, anh đi vô đi anh. Anh vô nặng nha. Rồi, tiếp tục. Rồi, anh hỏi em vụ gì đó mà vô cái... Cái này sao? Lúc đó hết đèn hay sao? Nói cho tao biết. Cái thứ hai là bài... Có đóng mạng không? Nè, hết nhạc nè. Cái này đang phỏng vấn nè. Phỏng vấn sau nè. Phỏng vấn sau nè. Không, bài đang phỏng vấn là hết đèn câu để cho đi. Rồi, tập luôn đi, tập luôn đi. Tập luôn đi. Không có cảnh. Tiếp theo bài cái nhạc nữa. Cái thứ hai mới có cảnh. Không có cảnh. Nó chỉ là... Cái này, Nhân, trong lúc mà vừa hết bài hát, trở lại cái màn hình chủ đề của anh. Hiểu không? À đúng rồi, giữ chủ đề. Giữ cái chủ đề của anh đôi khi phỏng vấn anh. Khi hết cái chủ đề là vô cái clip của Lâm Thăng Long, nhớ không? Ok. Rồi. Thôi anh đi vô đi anh Cường ơi. Đèn dập sáng vẫn ok được hết rồi. Rồi. Vô cái đầu, đổ vô là. Anh ơi đi vô đi anh. Bây giờ đúng rồi đó, bên Lan nó đúng. Bên Lan là chuẩn bị. Nhạc chạy. Nó vừa chào là xuống đèn. Quỷ Lan lạng quá vậy? Lan đứng cái chỗ rồi. Rồi, chưa? Bây giờ Lan đứng đâu nè? Nè, anh đổ em nè. Biết rồi. Cái chuyện đó từ từ đi, bây giờ phải ráp sáng. Cái polo em ơi, đến cái chỗ mà đến hết. Hết không có hết cái nhạc nó vô cái cuối á là em lắc qua bên này để đón hai này liền nha. Cái thứ kia vừa dứt nhạc là đèn từ từ thẳng xuống và bên trong này nó chào là hết đèn là nó vô qua bên này liền đó. Nào ra đó, họ làm lại cái cuối giùm chút mình đi. 1 2 3 lại là mở cuối nhật mở trên tí cho nó nắm mở trên tí. Quay phim vui lòng lấy cận Ngọc Lan. Vô luôn rồi đó, chào rồi vô luôn rồi đó. Không có tắt đèn là vô luôn. Đèn đi xuống chậm nha, cho lại cái nữa đi. Quỷ Lan không điện ảnh nha. Nhật, cho lên cao tí để đèn nó từ từ nó phát ao xuống chứ. Em lên vô sốc quá. Cho nó vô vừa dứt cái lời á. Vừa dứt cái lời hả? Phát á. Trời ơi. Chừng đã tập sốc cái đó mới đầu cảnh ra.
từng cái một chung thôi, mấy bạn không nhớ đâu, không nhớ đâu. Lúc đó là tôi chưa đẹp chưa gì xong, tôi đem ào ào xong lên nó nói nhiều lắm, thoải mái dọn cảnh rồi vô lại nè. Rồi vô lắm, nó khóc là diễn. Lấy cọng em nha, lấy cọng em nha, em có nước mất thiệt, nước mất thiệt. Rồi, rồi, lại ơi, hết nước mắt rồi, bây giờ còn nước biển được không? Anh biết gì với chị rồi sao em đi? Trời ơi. Rồi, rồi, cái bài nó buồn quá anh ơi, đúng là không có tiền, không có tiền. Lắm. Không có bỏ tiền là bị con bồ bỏ luôn đó, thấy chưa? Không mệt quá đi, giới thiệu với người ta là live show hài, mà gì đâu mà khóc mà nước mắt đâm lìa ra sao? Như vậy là kéo người kia bằng chó đó. Anh ơi, vậy giờ đổi không khí đi. Đổi, mình phải đổi không khí để cho nó vui nhộn lên. Cho anh miếng băng keo trắng đi. Em ơi, anh nhớ rồi, hồi năm ngoái trên sân khấu này, anh đã biến một người có đầu thành không đầu. À, anh là tác giả của vở tuồng cải lương Hoàng hậu không đầu đúng không? Ừ. Bác, chú gì quá. Thì đó nãy nói biến người có đầu không đầu đó. Rồi, cảnh đầu, cảnh đầu chưa ra nha, cảnh đầu nãy giờ ra. Anh là ảo thuật, thoại nãy giờ anh có thể biến có thành không, biến không thành có. À, vậy ảo thuật cho em đi. Được, em đi. Anh sẽ biến em mất cái đầu. Lết chứ. Anh lúc này lép tối tôi đang rồi cảnh món nào cho cảnh xong lép lên. Sao em đi kiếm ăn? Cái này là cảnh công viên nha. Em kêu mà công viên nha. Không, anh sẽ ảo thuật nha. Nhìn đi. Có gì không? Ba cái đường chỉ tay này thể hiện anh có hai đứa con, một cha một gái và một người vợ rất là tuyệt vời. Rồi tự nhiên con mối đây là sao? Ý anh nói là em nhìn thấy cái gì ở trong ta không? Ba đường chỉ tay thể hiện anh có hai người một cha. Đây nè, không có đúng không? Anh sẽ biến từ không thành có cho em coi. Wow. Quý vị nhìn đi. Một, hai, ba. Bắt tay. Không. Có tiền nè mọi người ơi. Không. Trời ơi, mày quá anh ơi. 500 ngàn. À. Rồi, được rồi. Anh sẽ biến từ 500 ngàn từ tay em qua tay anh. Dạ, thôi khỏi đi anh. Sao vậy? Quý vị ơi, thiệt ra là hồi nãy ở trong hậu trường á, anh Viên anh dụ Lan cho bằng thường là lấy cái băng keo dán vô cái tay này nè rồi dán. Ôi, cho nói câu cuối cùng đi. I love you, ok. No, đã trễ rồi. Ừ, là sao? Đã trễ rồi. Rồi, bỏ đi. Rồi, xong. Em yêu. Em yêu. Hả gì? Để quay mặt rồi. Anh kêu ra, tôi lại quay mặt lại lần nữa hả? Tôi nói là tôi quay mặt lại nhìn anh nè. Tôi nói anh rằng là không có giống nhìn mặt anh nữa. Ú là trời. Rồi, anh ơi, vậy thì bây giờ trong live show của Nhật Quỳnh, em có điều gì muốn... Có những con dịch đang chuẩn bị dọn đồ nè. Đó, rồi tập luôn đi anh. Rồi, ông... Thanh Lùng lên đứng làm hết vô đi. Rồi, giúp bài hát. Rồi, giúp bài hát. 1, 2, 3, giúp bài hát. Vỗ tay. Vậy là phải... Cảm ơn ca sĩ Quách Tuấn Du anh ơi, em đổi lại đây. Rồi, ngưng, miên xem. Em rất là cho nên là anh phải ở lại đây, anh giao lưu với em. Lâu lắm rồi không gặp lại anh. Rồi, khoan. Rồi bây giờ cảnh trí của tuần những con vật. Đầu năm đầu tháng quá, tôi dùng nhiều show lắm. Để chị Du chuẩn bị chạy show tiếp đi, đừng có hỏi nữa. Cảm ơn Quốc Thận với Đồng Hương nhiều nha. Cảm ơn bạn Đồng Hương nghe, chúc bạn Đồng Hương nhiều sức khỏe. Dạ, cảnh trí xong rồi đó. Nè. Nhìn cái mỏ em là biết là em là chuẩn bị nhiều chuyện lắm đúng không? Không có anh ơi, em muốn nhiều chuyện. Nói cho biết cái sân khấu này em muốn làm gì cũng được. Nhưng riêng cái vụ nhiều chuyện đó em dẹp đi. Rồi. Bởi vì em không thể nào bằng một cái team nhiều chuyện đang chuẩn bị bước ra đây. À. Đây, anh sẽ dẫn em đi đến một cái xóm nhiều chuyện qua tiểu phẩm hài những con vịt. Cái đó tao biết rồi, tự nhiên nói thông tin đó tao biết mẹ. À vậy hả? Vậy thôi. Chúng ta mình làm sao giới thiệu hay đừng có giấu cái thông tin nhiều chuyện mà để cho ta vô coi nó từ từ thấp. Dạ rồi. Nói vô thông tin cho biết rồi. Hiểu không? Dạ dạ. Thôi, cái mỗi bắt đầu nhiều chuyện. Không có nhiều chuyện đâu. Thôi. Anh này. Vô luôn. Thôi. Anh sẽ dẫn đi tới một cái xóm này. Dạ. Xóm này với tên gọi những con vịt. Mời quý vị chúng ta cùng đến với tiểu phẩm hài. Không. Ví dụ như đó là cái xóm này nè. Cái xóm này nghe dịch nhiều lắm. Dịch nhiều lắm. Anh mời em ăn thịt dịch hả? Đuổi em đi ăn cúng cái để dịch đi. Không. À, em tới đi là em sẽ biết. Ha. Mời quý vị chúng ta cùng đến với tiểu phẩm hài những con vịt. Qua phần thể hiện của các nghệ sĩ. Các Hoàng Sơn. Các Phượng. Các Phượng.
Bla 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 hết luôn. Và đặc biệt phần debut của hai nghệ sĩ này trẻ bất hợp nha, ngon lắm. Nghe chữ trẻ nghe mất hồn. Những con vịt à, đúng là sớm nhiều chuyện tam sao thất bại. Mà đúng là cũng vì nhiều chuyện cho nên mới sản sinh ra những YouTuber bẩn, đưa những thông tin bẩn để mà câu like, câu view để kiếm tiền. Mà em không hiểu tại sao đồng tiền đó, nó có thể làm cho con người ta bị tha hóa nhiều đến như vậy ha anh. Bởi vì anh nói em nghe nè, trả lời không? Bởi vì tiền có thể mua được nhà lầu nhưng không mua được gia đình. Tiền có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian. Tiền có thể mua được thuốc men nhưng không mua được sức khỏe. Tiền có thể mua được chức tước nhưng không mua được sức trọng. Tiền có thể mua được bằng khen nhưng không mua được tri thức. Tiền có thể mua được người mình yêu nhưng không mua được người yêu mình. Tiền không là gì cả, nó chỉ mang đến cho em sự đau khổ mà thôi. Chính vì thế em hãy đưa hết tiền của em cho anh sẽ đau khổ gánh cho em. À không anh ơi, cuộc đời em đã đau khổ nhiều lắm cho nên bây giờ có thêm đau khổ cũng được, không sao. Anh đừng có dụ em. Thôi thôi, tiền đối với anh là tiền là phù du. Đối với anh là tiền. Tiền gì? Rồi, nói vậy thôi. Cái thật ra đối với anh, đối với anh của em, tiền chỉ là đồng tiền, chỉ là phù du đó. Cái mũi bởi vì em quý anh đó, đến có thể dính cái mũi tiền. Đúng gì? Rồi tiền gì đó, có chừng lộn nha. Tiền là cát bụi, tiền là cát bụi, đúng rồi.